Trương Dịch thầm tự nhủ trong lòng, chắc chắn số lượng phải hơn 10 vạn. Chúng ta chỉ có thể nghe biên quân võ nói ra chứ không thể đặt niềm tin hoàn toàn được, mục tiêu là dùng mọi người làm miếng mồi ngon thu hút toàn bộ sức chiến đấu của đội quân xác sống. Vì vậy mà anh ta phải ổn định lòng người trước tiên, nếu điều này là sự thật thì con số mà anh ta nhắc tới ít nhất cũng phải là gấp đôi con số này, thậm chí là gấp 3 gấp 4, hoặc có thể nhiều hơn rất nhiều, chỉ riêng ở khu vực nơi trú ẩn của Trương Dịch cũng đã phát hiện ra hàng chục ngàn con zombie ở trạm tàu điện ngầm thứ cử mà bây giờ toàn bộ zombie ở thành phố thiên hải đều cùng hướng về đây thì có nói số lượng đến trăm vạn cũng sẽ có người tin sái cổ nhưng chương dịch lựa chọn không nói ra dù sao thì bên mình chỉ có vài người tùy từng thời điểm đều có thể dễ dàng ôm con bỏ trợ, cùng lắm thì mang theo tất cả mọi người bên cạnh mình cùng chạy thoát khỏi thành phố thiên hải tối thiểu cứu được hy vọng còn cây xanh thì không lo thiếu củi để đốt biên quân võ tiếp tục nói mọi người không cần phải cố gắng tiêu diệt toàn bộ đàn xác sống chỉ cần cố gắng kéo dài và trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt tạo cơ hội cho tiểu đội điều tra của chúng tôi. Một khi chúng tôi xâm nhập sâu vào bên trong lòng đất và tiêu diệt được toàn bộ thi vương, đến lúc đó toàn bộ bầy xác sống mất đi sự khống chế từ thi vương sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Cùng lúc đó thì tất cả thủ lĩnh các thế lực đều cảm thấy kinh ngạc thầm có chung một suy nghĩ, hơn 10 vạn đầu con zombie, thậm chí khả năng cao có thể nhiều hơn, cho dù không có sự khống chế từ thi vương cũng rất khó để dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù có hơn 10 vạn con heo ở đây, bảo chúng tôi bắt trong vòng 3 ngày còn khó khăn chứ chưa nói là chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Dịch nhìn về phía biên quân võ thầm có tính toán. Theo tính cách của biên quân võ, anh ta để có thể dùng mọi người làm mùi nhử thì điều đầu tiên cần làm chính là nói giảm nói tránh số lượng zombie thực tế. Khi đó, số lượng bầy xác sống thực tế có thể lên tới 20 vạn, 30 vạn, thậm chí nhiều hơn rất nhiều. Tiêu Hồng luyện khẽ hấp hái mắt nhìn về phía biên quân võ nói một ẩn ý lửng lơ. Chỉ sợ chúng ta không cầm cự được trong thời gian dài quá lâu. Đến lúc đó chỉ sợ bị đàn xác sống bao phủ ngược lại. Cuối cùng mà đều đem mạng của mình vùi ở nơi đây. Còn thực Tiêu Hồng luyện nói điều này ra cũng chính là biết rõ số lượng 10 vạn zombie mà biên quân võ nói ra trước đây không hề đáng tin. Trên thực tế số lượng này chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn, trước đây các thế lực có thể sử dụng căn cứ dưới lòng đất như một con đường cứu cánh cuối cùng. Nhưng bây giờ khi có mặt ở bái tuyết giáo, thì đến đằng sau cũng không có gì đảm bảo. Đã thế lại còn có cả một đống giáo đồ cần được che chở và bảo vệ, tất nhiên. Chẳng có ai trong các thế lực có tâm trạng và tình thương để bảo vệ con người bên phía bái tuyết giáo, chỉ lo sợ rằng một khi đám xác sống vượt qua được tuyến phòng thủ, thì toàn bộ tất cả có thể sẽ vùi xác nơi này. Vì vậy dù muốn hay không thì cũng phải dốc toàn lực. Căng cơ đít thích cơ mông lại mà ngăn chặn làn sóng xác sống. Biên quân võ hướng ánh mắt thẳng về phía Tiêu Hồng luyện nhắc khéo, nếu như các người cho rằng việc phòng ngự là quá nặng nhọc, có thể cùng với những người khác. Biên quân võ thoáng nhìn về phía Tiêu Hồng luyện nhấn mạnh đầy ẩn ý, hoặc là có thể trao đổi nhiệm vụ với chúng tôi. Tiêu Hồng luyện đối mặt với lời châm biếm của Biên quân võ liền khó chịu ra mắt, các thế lực có thể chống lại đợt tập kích của đàn xác sống nhưng so với nhiệm vụ của đội điều tra thì khác một trời một vực ngoại trừ đội điều tra bảy người dám tiến sâu vào lòng đất đối mặt với số lượng xác sống khủng bố cùng với đồng giáp thi thì liệu còn có lực lượng nào đủ sức dám tiến sâu hơn vào bên trong nơi này cả bảy người này đều là dĩ nhân cấp bậc delta với khả năng chiến đấu vô cùng tinh nhuệ những người này không kém gì thực lực thủ lĩnh các thế lực ở đây biên quân võ thì chắc chắn sức chiến đấu vượt trội xa so với tất cả dĩ nhân thành phố thiên hải ở thời điểm hiện tại bách lý trường thanh nhìn thì có vẻ vô hại nhưng anh em nào xem chấp ông em này lao như xe tăng một chém đi vài em đồng giáp thi thì đủ để biết như thế nào vì vậy mà tiêu hồng luyện chỉ có thể chẹp miệng ngậm ngùi chấp nhận tôi hiểu rồi đến lúc này trước mắt chúng ta chỉ có một nhiệm vụ biên đội trưởng chúng tôi đặt toàn bộ hy vọng giao phó lại trên người của đội điều tra biên quân võ thản nhiên đáp lại vậy thì dễ nói biên quân võ đứng phía trên bắt đầu dùng lời lẽ khích lệ tất cả mọi người cố gắng vượt qua khó khăn thật tốt khi biết rằng bọn chúng kéo tới đây với một số lượng khổng lồ điều này cũng có thể coi là cơ hội ngàn năm có một có thể tiêu diệt bọn chúng một lần và mãi mãi hiện tại chịu đắng cay một chút về sau này sẽ yên bình hưởng trái ngọt. Mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Lo lắng như vậy nên Trương Dịch đã tới tìm Biên Quân Võ để nhờ tư vấn tình cảm tâm sinh lý. Biên tiên sinh, có một điều này tôi không hiểu, có thể nhờ anh tư vấn cho tôi được không? Biên Quân Võ luôn tỏ ra một thái độ hòa hoãn và đối tốt với Trương Dịch, vì tiềm năng phát triển của Trương Dịch rất lớn, nếu gia nhập đội điều tra thì lại càng tuyệt vời hơn. Vì vậy mà đối mặt với câu hỏi của Trương Dịch, Biên Quân Võ nhẹ nhàng hỏi lại, "Ồ, cậu muốn hỏi tôi điều gì?" Trương Dịch thấy cơ hội thích hợp liền lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ tình hình của thành phố Thiên Hải. Việc cần làm là giải quyết toàn bộ thi vương. Nguy cơ virus xác sống sẽ chấm dứt hoàn toàn. Nếu như vậy, tại sao các người không có thỉnh cầu xin tiếp viện từ đại khu Giang Nam? Tôi không hề có một suy nghĩ vụ lợi gì ở đây cả. Nhưng với thực lực của đại khu Giang Nam, việc phái một nhóm binh tính tinh nhuệ tiêu diệt đám xác sống này chắc chắn không phải là điều quá khó khăn. Hà cớ gì để cho chúng ta hiện tại phải chịu một áp lực lớn như vậy? Biên Quân Võ nghe câu hỏi của Trương Dịch khuôn mặt khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn Trương Dịch hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy vấn đề của thành phố Thiên Hải rất nghiêm trọng sao?" Đối mặt với câu hỏi này Trương Dịch nhất thời cũng không biết trả lời làm sao, nghiêm trọng hay không? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi. Với tình trạng hiện tại với bùng phát zombie trên diện rộng nếu không được xử lý kịp thời thì rất có thể thành phố Thiên Hải rất nhanh sẽ trở thành một thành phố chết và lan sang những thành phố khác. Trương Dịch mỉm cười hỏi lại Biên Quân Võ, "Đối với anh sự việc này không nghiêm trọng sao?" quả thực tất cả thành phố trong vùng Giang Nam rộng lớn đều thuộc thẩm quyền sinh sát trong tay đại khu Giang Nam, Trương Dịch tin rằng đại khu Giang Nam sẽ không muốn có quá nhiều người chết ở thành phố Thiên Hải. Nếu không thì bọn họ cũng không cần phải phái tiểu đội điều tra đến để xử lý nguy cơ bùng phát virus lần này, Biên quân Võ tiếp lời. Đây chẳng qua chính là cậu cho rằng như vậy thôi. Nghe này, Trương Dịch, thành phố Thiên Hải có thể rất rộng lớn, nhưng phóng tầm mắt nhìn rộng ra toàn bộ vùng Giang Nam, nơi này chỉ là một thành phố bình thường, không có gì đặc biệt cả. Những thành phố nằm trong khu vực Giang Nam mỗi ngày đều phát sinh những vấn đề mới dị nhân sinh vật đột biến sự kiện quỷ dị mà chúng ta chưa biết tới tại cái thời đại biến đổi quá nhanh như thế này có quá nhiều chuyện mà con người khó có thể nắm bắt và hiểu được đại khu giang nam cần phải xử lý rất nhiều vấn đề mà số lượng đội điều tra như chúng tôi lại có hạn cho nên trừ phi là tình huống cấp bách đạt tới trạng thái tuyệt đối không thể khống chế được bằng không thì đại khu giang nam sẽ không bao giờ phái đại quân đi chấn áp điều này cũng ảnh hưởng tới chương dịch người lúc đầu khá thoải mái khi tham gia chiến dịch cùng với các thế lực khác bây giờ lại trở nên lo lắng bất thường tự hỏi bản thân nếu thật sự thất bại thì mình nên làm gì có lẽ chỉ có thể dùng song trọng cửa không gian cùng mọi người trốn thoát tiếp đó đón hân hân cùng những người khác ở nơi trú ẩn rồi té khỏi thành phố thiên hải biên quân võ tiến lại gần vỗ vai trương dịch mỉm cười nói thế giới rất rộng lớn có nhiều hơn chỉ một thành phố thiên hải tôi mong một ngày nào đó cậu bước ra thế giới bên ngoài mà nhìn xem cậu sẽ hiểu và nhìn thấy hiện tại nơi này kỳ thực rất ổn định vùng nội địa trung nguyên giang sơn sông nước bên trong danh sơn đại xuyên những nơi này đầy rẫy ma quỷ hoành hành mỗi ngày trương dịch bản thân ngay lúc này lại tràn đầy sự tò mò nhưng cũng vì vậy mà tự bản thân sinh ra sự kháng cự đối với việc rời khỏi thành phố thiên hải trương dịch lắc đầu trả lời vẫn là không cần rời đi con người tôi tương đối yêu thương gia đình việc ở lại thành phố thiên hải vẫn là rất tốt đối với bản thân tôi biên quân võ không tiếp tục nói thêm điều gì chỉ thản nhiên cười đáp lại nếu một ngày nào đó cậu thay đổi ý định có thể liên hệ biên quân võ định nói từ liên lạc với tôi nhưng lời vừa tới miệng bất ngờ khựng lại Biên Quân Võ nghĩ tới tình trạng thân thể của mình, liệu có thể còn sống được bao nhiêu lâu nữa mới là vấn đề. Vì vậy mà Biên Quân Võ đột ngột thay đổi từ ngữ, "Đợi đến khi giải quyết xong vấn đề bày xác sống lúc đó chúng ta tiếp tục nói chuyện này nhé." Vừa nói Biên Quân Võ vừa thầm vững tin, "Hy vọng lúc đó tôi vẫn còn sống để trò chuyện với cậu." Trong thời gian tiếp theo, mọi người đều tăng cường phòng thủ và dần cảm nhận ra trận chiến lớn nhất sắp xảy ra, sống còn của toàn bộ thành phố Thiên Hải quyết định ở một lần duy nhất này, nếu thất bại, nơi này sẽ trở thành một thành phố chết và sự lựa chọn còn lại của đại khu Giang Nam chỉ còn là xóa sổ toàn bộ thành phố này ra khỏi bản đồ Trung Hoa. Thêm vài ngày nữa trôi qua, xung quanh khu vực bái tuyết giáo không hề xuất hiện một con zombie nào. Trên mặt đất trở lại không gian cho sự tĩnh lặng. Thậm chí có thể cảm giác rằng bầy xác sống đã biến mất khỏi thành phố Thiên Hải, chỉ duy nhất những người đứng đầu các thế lực mới hiểu được. Bầy xác sống không biết mất mà đang tích lũy lực lượng để chuẩn bị một đòn chí mạng đối phó với những thế lực mà thành phố Thiên Hải đang chuẩn bị, rồi điều gì đến cũng phải đến. Sang ngày thứ năm, bầy xác sống cũng kéo tới, một số người canh gác ở trạm canh gác vũ khí phát hiện ra điều này bởi vì bọn họ nắm giữ hệ thống vệ tinh tinh vân trong thời gian thực nắm chọn mọi hành động của thành phố thiên hải vì vậy mà đến đêm khuya ngày thứ năm ba lối vào khu vực tàu điện ngầm xung quanh bái tuyết giáo xuất hiện nghìn nghịt con zombie thấy như vậy những người ở trạm canh gác liền đưa ra cảnh báo đại quân zombie đến rồi trận chiến chuẩn bị bắt đầu nhận được thông tin cấp báo từ tiền tuyến tất cả các thế lực tinh thần lên cao và vào công cuộc tác chiến Trương Dịch không nói một lời liền đưa Châu Khả Như đến đại thánh đường Johan và giao quả hàng sách tay của mình cho Nguyên Không Dạ và như cậy. Xin cô hãy bảo vệ cô ấy. Nguyên Không Dạ đặt hai tay lên vai Châu Khả Như trấn an tinh thần của cô nàng và nói với Trương Dịch. Đừng lo lắng. Ngay cả khi zombie đột phá được tuyến phòng thủ bên ngoài, các siêu năng giả canh cửa vẫn có thể cầm cự được một thời gian để bảo toàn cho mọi người. Trương Dịch nghe như vậy liền an tâm quay lưng trở về vị trí của mình. Trương Dịch nhanh chóng dùng song trọng cửa thứ nguyên chi môn để trở lại vị trí trên đỉnh tòa nhà đối diện tòa nhà cao ốc bỏ hoang sau đó chuẩn bị tất cả mọi thứ an bài bên cạnh để đối phó với đại quân zombie. Trương Dịch bắt đầu khai hỏa về phía đám zombie ở phía xa và thầm tự hỏi bản thân mình, liệu mình có thể giết được số lượng bao nhiêu con chỉ bằng một phát bắn này nhỉ? Trong ống ngắm của Trương Dịch, ngay khi vừa nổ súng, một con zombie cách nơi này hàng km lập tức bị hét sót rất nhẹ nhàng vào đầu của thanh niên xấu số, số này. Thanh niên vừa ăn viên đạn giữa đầu từ khẩu súng bắn tỉa của Trương Dịch nhẹ nhàng bay ngược trở lại về phía sau, trước ánh mắt đờ đẫn của anh em xã đoàn zombie đang lờ đờ lao tới phía trước trương dịch nhanh chóng xoay nòng súng và bắn gần như không ngừng bằng 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 tiếng súng liên tục vang lên mặc dù đây là súng bắn tỉa nhưng trương dịch bắn như kiểu súng tiểu liên vậy với khả năng bắn chính xác của mình trương dịch có thể tiêu diệt một con zombie sau 2 giây khiến bầy xác sống chỉ biết bất lực chịu trận cứ ưu tiên bầy xác sống gần nhất mà trương dịch dọn dẹp sạch sẽ nhìn cảnh tượng này cảm giác giống như đang chơi trò thủ tháp ấy anh em nhỉ từ những viên đạn đặc chế của lục khải nhiên sau khi ghim vào đầu đám zombie cách đó vài km bắt đầu phát nổ oanh tạc cả một vùng khiến đám zombie bất ngờ thay nhau banh xác chịu trận khi nhận thấy đám zombie đã dần dần áp sát vào tuyến phòng thủ trương dịch hét lên ra hiệu cho bên phía tiêu hồng luyện tuyến phòng thủ thứ hai tường lửa kích hoạt lên đi tường lửa bắt đầu được kích hoạt dựng lên thiếu đốt hàng ngàn hàng vạn con zombie trước mặt như khác với trước đây bầy zombie không hề quay lưng bỏ trốn mà tiếp tục tìm cách vượt qua bức tường lửa dày đặc để lao lên phía trước đột kích để tấn công tuyến phòng thủ